Ủa anh, cái máy đó là anh chạy một đêm là cỡ nhiêu dầu anh? Chạy đây mà tới 8 độ dưới là chạy một ngày một đêm rồi. Rồi ra mình quýnh thêm có 10 đêm cào sau đó. Là bắt đầu mấy bơm dầu lại là mình quân có đêm tới 100-101 trở lại rồi. 100-101 đổ lại ha. Ừ. Dạ, cái máy đó là 142 ngựa đó. Dạ, hộp số 6 tua. Nó mạnh hơn 601 đó. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Dạ. Xin chào quý khán giả. Từ Siêu đang có mặt tại cống ăn mặn Ba Hồ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Hình ảnh trước mặt quý vị đây là chiếc ghe cào chiết đang tìm chủ. Tùy cơ ứng biến quay thôi. Phần sau lái nè, lái này là lái đôi lỡ, lái đôi lỡ. Anh chủ làm cái lái giả phía sau nữa, có ốp inox. Bây giờ chúng ta sẽ lên ghe vô chi tiết. Ảnh lên bờ làm nghề khác rồi. Đủ đồ nghề hết trơn á. Dạ, đập quá. Dạ, ảnh lên bờ mà đập quá. Rồi, bây giờ lên ghe vô chi tiết. Đó, chiếc mũi đây, mũi cao. Ghe lắp keo nguyên chiếc rồi nha. Kiên Giang 95976TS. Ở đây anh chủ sẽ giao hết đồ luôn. Chỉ lấy lại cái bếp ga. Giao hết đồ luôn nha. Đây neo, đường dây neo nè. Neo này còn được. Mới vô đây khoảng 10 ngày nay. Cây này thì lắp keo luôn ha. Cẩu này là cẩu chữ Y. Đồ đạc thì nó gọn gàng lắm. Chất lượng. Cẩu này chất lượng nha. Về phần kích thước á, bề ngang là 3m6. Còn bề dài á là 13m5. Lại trong giấy á, còn tâm hạ là 1m45. Anh dở hầm lên đi anh. Thùng Thái là có 3 cái nè. Vào hết. Đây anh chủ ghe. Anh lên bờ anh bán tạp hóa rồi. Hầm này là hầm keo hết rồi. Lắp keo hết rồi. Là mốt này á, là mốt đen nha. Rồi anh mới đóng miếng dán, rồi anh mới lắp keo. Đó. Ghe này nó chứa cỡ nhiêu cây đá ta? 300 mấy vậy đó. Cỡ 300 mấy cây đá ha. Cỡ 330 đi. Cỡ 330 ha. Dạ. Hầm này cũng lắp keo luôn ha anh. Keo hết luôn. Keo hết luôn ha. Dạ. Còn hầm mũi nè, anh dỡ hầm mũi lên được rồi. Mũi này anh cứ thi dưới. Dạ dạ. Đó. Rồi được rồi anh. Đồ đạc rồi đó. Đủ đồ hết trơn á. Này cũng lắp keo luôn nè. Lắp keo hết luôn. Ừ. Rồi được rồi anh. Chạy lên đi. Hầm mũi này mình xuống được không? Chắc không, nó xíu một lỗ, một xíu sao xuống nổi đâu. Chưa chưa dán lên hết đi, để em xuống được, em xuống quay cho khán giả coi luôn. Coi quan trọng nhất là hầm mũi này thôi. Hầm mũi đây. Anh chủ nói á là cây cũ là cây bô bô đá, còn sửa lại á là cây sao. Mua được 3 năm rồi đó, mua lại á. Quý vị đến xem lần nữa coi vừa ý không ha. Rồi đi lên quay thực tế gì đó, đến xem coi có vừa ý không nha quý vị. Ba cái thùng Thái nè, 1, 2, 3 còn im đàng hoàng. Giờ vô cabin coi. Ngán này là ngán cây kèm với inox. Thấy bụng tiền thấy không, inox 304.
Dép thì dép cây, cặp inox đế sắt. Dê này chủ đầu tư cũng nhiều inox lắm nè. Tay ga số inox luôn, vô lăng inox. Cây nhập lô cũng inox luôn. Ở đây là máy điện 2004, máy điện lớn 5 băng. Dạ, chút nữa quay luôn. Ồ, cabin còn ngon lành, ai muốn đẹp nữa thì về sơn lại. Cây thì cũng có sửa vô là cây bạch đằng đó. Nói chung cabin này thì cũng tùm lum cây hết á, nhưng mà còn ngon nha. Đây nhìn gan trước nè, chút nữa nổ máy kiểm tra luôn. Ở đây thông với dưới hầm máy đào hết á. Bộ lửa inox luôn, thấy bộ lửa là bộn tiền thấy không. Trên lan can nè chứa đồ, bình ga rồi phi. Lan can này cũng còn được nha, còn được, còn được. Dép cây, cặp inox, đế sắt. $400 triệu, có thương lượng. Anh em cần thì cứ gọi cho chủ nha. Mình để số điện thoại của chủ ở dưới màn hình đó. Đây hai phi nước xài. Trên thì bao phi? Dạ. Phi này tổng cộng là có 9 phi dầu. 9 phi dầu. À, 9 phi dầu. Anh chủ á sẽ tặng cho quý vị là một phi chạy về, một phi dầu chạy về luôn. Giờ vô hầm máy. Nếu chạy đường xa thì có gì cho thêm chút nữa. Dạ, đi đường xa cho thêm nữa ha. Ừ. Dạ, quá chơi luôn rồi, quá chịu chơi. Cái tời cuốn cào này nè là inox hết luôn á. Đồ nghề còn mới quá quý vị ơi. Im. Cái trụ này còn mới quá. Im nè. Đồ đạc cũng nghiêm chỉnh đó. Của người mới ta nha, 400 triệu thương lượng. Máy này là Yanma 6 142 HP. Máy này máy thủy. Còn hộp số này là hộp số MB 6 tua. Cây láp của nó là 73 ly. Chủ á, bao có với tăng đa, máy đã đài tu rồi. Đó. Bình ở đây là có 4 cái 150. Đây bơm dầu đây. Có hết. Cây cối thì hầm máy thì mình nghĩ tạm ổn đó, tại vì mình cũng khám rồi à. Quý vị đến xem lần nữa đi, coi vừa ý vừa mắt không thôi. Giá là 400. Chân vịt của nó là chân vịt thao nha, 1m3 4 cánh. 1m3 4 cánh đó. Còn bánh lái rồi bánh lái nắp luôn. Chân trụ nè. Chân trụ cabin đó còn ngon lành đàng hoàng, khỏi lo. Rồi, bây giờ nổ máy nha. Anh ơi, nổ máy đi anh ơi. Rồi. Nha quý vị.
Rồi máy này anh chủ bao cố bắt tăng đa đại tu rồi, từ xưa cũng khám luôn, không đổ hơi, không khói ha, không khói trắng nha. Ok, máy này được, im đi. Ủa anh, cái máy đó là anh chạy một đêm là cỡ nhiêu dầu anh? Chạy đây mà tới 8 độ dưới là chạy một ngày một đêm rồi. Rồi ra mình quýnh thêm có 10 đêm cào sau đó là bắt đầu mấy bơm dầu lại là mình quân nó đêm có 100-101 trở lại à. 101 đổ lại ha. Ừ. Dạ, cái máy đó là 142 ngựa đó. Dạ, hộp số 6 tua. Nó mạnh hơn 601 đó. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Rồi. Đây là định vị của nó nè. On qua. Còn đây là sổ đăng kiểm. Rồi sổ đỏ trình biên phòng. Giấy tờ đây. Đó, giấy chứng nhận đăng ký đầu cá. Máy á, là trùng với giấy luôn nha. Này là em của anh đứng tên. Thì giấy tờ quý vị khỏi lo là sẽ ra công chứng đàng hoàng. Còn sang tên quý vị sang ên. Công chứng là chủ chịu tiền nha. Rồi sang tên quý vị sang ên nha. Có hai miệng cào tép nha, hai miệng cào tôm. Thì đồ đạc nãy giờ là mình quay hết rồi đó, giao hết luôn. Cứ gọi cho chủ nha, gọi cho chủ. Chỉ lấy lại cái bếp ga thôi. Quá im luôn. Chiếc này đem về làm cọc cạch kiếm sống được. Về phần giấy tờ á, ở đây là anh chủ cũng nói luôn là công chứng thì chủ sẽ chịu tiền, còn sang tên quý vị sang ên nha. Gọi cho chủ. Bye bye.